Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày hôm nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các ông bà Trần Tuấn Lợi, Đinh Vui và Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung trước kỳ họp. Qua nghe báo cáo về dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cử tri phường Khuê Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn phường. Cách đây hơn một năm, ở công viên Nguyễn Đỗ Mục là Ủy ban Nhân quận là cho sửa chữa, nâng cấp vườn hoa cây cảnh, nhưng mà đã rất nhiều ý kiến lên tiếp xúc và đối thoại Ủy ban Nhân quận rồi. Và ủy ban nhân còn là xin tiếp thu, mà hiện nay là cây cảnh là bị cháy này, chết này, không ai tới thăm. Thì hiện nay đậu đỗ xe tôi thấy là không biết các khu dân cư thế nào, nhưng mà tôi thấy ở tôi chỗ khu dân cư tôi rất là lộn xộn. Cái ngã tư ấy để cho người ta như thế là đi xe máy hoặc đi bộ, cái tầm quan sát nó làm sao nó thoáng để đi khỏi va chạm giao thông. Nhưng bây giờ đậu đỗ xe đậu luôn mới có chỗ cua tay áo, cho nên mất hết cái tầm quan sát, mất hết cái quan sát của người tham gia giao thông, là rất dễ nguy hiểm trong cái tham gia giao thông. Để cho đường thông hè thoáng rồi văn hóa đẹp, văn minh đẹp theo những cái đề xuất của phường mình thì tôi có đề nghị này, bà con làm ăn thì cũng nên tạo điều kiện cho họ vì đó sinh sống, nhưng một phần đường để người ta đi bộ, một phần còn lại để cho người ta buôn bán. Chứ còn bây giờ ngõ tư đẹp nhất thì bây giờ cà phê, cà phố người ta bung bóng, dàn hết ra, của dân không có đường đi, mà gây tai nạn xảy ra thì chịu nhịp chuyện đó. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin thêm, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 8.000 lao động mất việc do doanh nghiệp không có đơn hàng. Thu ngân sách thấp xỉ đạt 40%, dẫn tới khó giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo thành phố mong muốn bà con cử tri tiếp tục đồng thuận vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chia sẻ, thành phố đặc biệt quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, đồng thời khuyến khích bà con cử tri tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng là thành phố nhiều năm liên tiếp là đứng đầu cả nước về cái chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh. Mấy năm gần đây là liên tục đạt giải thưởng. Chúng ta cũng đầu tư cho lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cũng rất là nhiều. Trong đó cái xây dựng cái chính phủ điện tử tập trung vào cái việc đó. Thì câu chuyện này muốn thành công á, muốn xây dựng một chính quyền số á, thì phải có cái công dân số. Cái công dân số thì trước hết là chúng tôi cũng mong là bà con cử tri cũng quan tâm đến cái thực hiện cái trách nhiệm công dân số của mình bằng cái cách là tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cái tiếp cận dịch vụ công trực tuyến là cái rất quan trọng của mỗi người dân tham gia vào cái chuyển đổi số hiện nay. Mà làm được như thế thì nó công khai minh bạch, nó không cần phải tốn đồng này đồng kia cho ông nào bờ kia ở phường hoặc là chỗ này chỗ kia. Cho nên là đây là những cái câu chuyện mà nó góp phần vào cái phòng chống tham nhũng tiêu cực và nó công khai minh bạch trong người dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tổ đại biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, các đơn vị liên quan tập trung các giải pháp xử lý triệt để các vấn đề trong thẩm quyền và thông báo kết quả cho cử tri theo quy định.